Hello, chúng ta quay trở lại với Trần Hóa Tùng và đến với một giao án của một dị nhân Trung Quốc Boy One Cham Saivana ở khu vực đường giữa Và để xem xem Saivana Limit thì nó sẽ vận hành như thế nào nha Let's go Ok, anh chàng này có cái tên là Long Nữ Sang à, Chắc là một player tên là Sang và lấy cái tên là long nữ tức là savanna anh em à, có thể gọi là sang savanna ha <laughs> mình không biết phải dịch tên anh này như nào cả ok ngọc tái tổ hợp sẽ là sát sao tấn công à, đắc thắng huyền thoại tốc độ đánh cùng với nhà trái Mân huệ bảng phụ lấy tàn phá hủy diệt và ngọn gió thứ hai kèo mít với z anh em nhé tốc độ đánh sơn thêm cùng với giáp à, về con savanna này thì nó được búp rất là nhiều những phiên bản gần đây và những đợt gần nhất chỉnh sửa sức mạnh của savanna mình nhớ không nhầm là nó được búp á thì đó giờ mình làm dán Savannah chỉ có làm của anh chàng Danger Boy Eddie của mấy chủ Hàn thôi. À nhưng ngày hôm nay thì cùng xem xem là một dị nhân Trung Quốc à anh chàng này sẽ dùng con Savannah tốc biến đốt Dimit và vận hành nó như thế nào ở mức rank cao thủ anh em nhé. Mức rank không hề thấp. Ở rừng đối phương là một con Sylas, à, bot đối phương là Kai'Sa cùng với Thresh. Ở rừng mình là Stick, một con tứ đi rừng mà nó cũng hơi yếu một chút ở đầu trận. Rồi cùng chờ xem xem là anh chàng One Charm Savanna Sang Savannah này sẽ thể hiện như thế nào nhé Z phía bên kia đánh bằng dịch chuyển Anh chàng này có mở nhạc à Anh chàng này có mở nhạc thì mình để tiếng in game nhỏ lại một tí anh em thông cảm nhá Khởi đầu là khiên Doran cùng với một bình máu Về cái lối chơi Savannah đi top mang tốc hành cùng với dịch chuyển và đánh bằng găng tay băng giá Thì mình cũng đã làm rất là nhiều trong quá khứ về anh chàng Eddie rồi Eddie là một top thách đấu hàn Và sử dụng con Shyvana rất là hiệu quả Nó là con tướng có rất nhiều sát thương anh em nhé Thực sự là con Shyvana ở dạng hóa rồng của nó có rất nhiều sát thương Và nếu các bạn xử lý tốt trong team file mà giữ được dạng rồng càng lâu á, Thì cái lượng sát thương nó lại càng ảo Nhưng mà đi đường thì mình không biết là như thế nào Vì đi tốt thực ra là một cái len mà nó Có thể đánh bằng tốc hành uh, tương đối dễ Tất nhiên là cũng không phải là một con tướng trên kèo hoàn toàn so với các con khác Nhưng mà đi mid thì mình chưa biết nó như thế nào cả <laughs> và hướng lên trang bị của anh chàng này sẽ là như thế nào về ngọc sẵn sàng tấn công thì cũng khá là giống với ngọc của anh chàng eddie rồi à thế là tắt nhạc rồi đấy hả rồi lên to tí game lại cho anh em ha cặp mắt ở tại khu vực sông trên để tránh một tình huống sai lát có thể chơi một vòng rừng dị cấp một nâng e và đã e chung đối phương rồi ngay lập tức là một pha quy trượt đến từ z sẽ cấp một nâng e và đi đường với z như thế nào? Hai con tướng tay gần đánh với nhau, tiếp tục lách quy đối phương rất là tốt nhưng mà lát thì chửi mất một con rồi. Đánh tay đẩy đường và e chúng thì cứ đánh tay lấy thêm sát thương thôi, sẵn sàng tấn công sẽ rất lời. Nhưng đối phương có thể sốc điện trở lại chăng Đối phương là một con z đòn phủ đầu anh em nhé, không phải là z sốc điện. E chúng lao vào đấm liên tục với sẵn sàng tấn công thì nó là một tiêu chế rất là lời đam. Rồi level 2 nâng quy táp quy luôn không? Bật quy nhưng đối phương giật về mất rồi. Z level 2 chắc là nâng vào quy e, đúng là quy e đến từ Z rồi. Bật quy nhưng đối phương nhấp nhả liên tục và không cho con Saivana để đánh tay. Dừng thì Sai Lát đã lên khu vực đường trên rồi. Phía đầu stick đang khép bằng rừng xuống cánh dưới. E trúng tốc biến đủ đam không? À, thiếu đam rồi. <laughs> đứng trên có chiến công đầu dành cho cả hai tốt cho tiếng đổi mạng một pha tính sát thương thiếu đến từ vị trí của uh, sang savana rồi ôi hình như là bốn máu à tốc biến đánh tay q để kích sẵn sàng tấn công các bạn thấy cái q này nó là đây là tình huống mà các bạn để ý nhá để e trúng rồi này đánh tốc biến đánh tay sau đó q là kích sẵn sàng tấn công luôn bởi vì cái q nó tính là hai đòn đánh tay anh em ạ nhưng mà con z này nó bấm bình kịp mà nó còn bao nhiêu máu đấy một máu các bạn ơi một máu <laughs> nhỏ tí nhờ lần đầu tiên làm giáo án về sang savana nhưng mà thấy nhân phẩm của bạn là hơi tệ ngược lại hoàn toàn so với anh chàng cấp từ lăng đi mà tôi hay làm anh chàng lăng đi lại có nhân phẩm rất là tốt đồ chí mạng thì ít nhưng mà crit thì nhiều anh chàng này thì vừa làm giáo án đầu tiên thì đã rất điểm đối phương phê với một máu ạ Su, hay su, hay su Tốc biến đánh tay à những bo trang người ta xử lý con tướng nhìn nó rất là mắc pin. Nhưng mà mình cùng chờ xem xem là cái anh chàng này sẽ thể hiện khả năng kiểm soát con tướng trong team fight như thế nào. Nó có hai level của những người chơi ban cha, một là xử lý đường ghê thì đa phần những người chơi ban cha họ hiểu kèo họ, <laughs> hiểu tướng thì họ <laughs> xử lý các tướng rất là tốt. <cười> <cười> Tuy nhiên thì uh, lấy khâu team fight thì nó lại là cái khâu rất là quan trọng để uh, phân <laughs> định level của những boy on Thì mình nghĩ đến cái khâu team fight thì con Savanna nó lại con tướng khỏe không có không có Anh chàng này Phát có cái có cái uh, fake cam nhìn nó cũng khá là cute ha <laughs> là Z cấu gì với đòn phủ đầu Cho cái đó xe lát xuống dưới bot và lượm nhẹ đó là hai mạng rồi có sai này được một cái là Nó không xài mana anh em ạ Không xài nội năng luôn Spam skill thoải mái luôn Nhưng tất nhiên là cũng không nên spam vô tội vạ Vì um, nếu như mất skill đi đường thì nó sẽ mất hết áp lực Rõ ràng là Z cũng không phải là con tướng quá áp lực Tại chóng. cái thời điểm như thế này là Vẫn là một con Savannah Mark E anh em nhé và khởi đầu cho lần về nhà vừa rồi thì Đấy, nó, nó là nó một cái phong đúng. ấn Phía bên kia thì Z có được khởi đầu là kiếm Doran cùng với Một cái kiếm dài Nó đánh Savannah cũng hơi ngại xe lát nước Anh đó anh em Con tướng này căn bản là con tướng mà nó không có sự cơ động quá cao Nó có tốc độ di chuyển tăng thêm Đến từ kỹ năng W E cộng được điểm thứ ba thì mình nghĩ là bắt đầu cũng có sát thương rồi đó ở mà đánh 22 có phải là không ổn lắm đâu nhá, Fiddle ơi. W lao lên e chúng đánh tay quy kích sẵn sàng tấn công tiếp tục đi bộ đánh tay liên tục và sát thương đến từ vị trí của Sang Savanna nó là đủ rồi. Ô, oh, Salad đang lao vào và đó là một tiếng Salad bị trốn và bắt vào con Savanna chủ động che luôn cái e2 của Salad giúp cho Fiddle stick rút lui về 22 thành công. 22 vẫn cứ là thành công. Mặc dù là 22 thời điểm này là con Salad rất khỏe. Nhưng mà con Savanna này nó có vẻ là cũng trâu anh em ạ. cái gọi là hiệu Bên kia là Z, Z đã hết sát thương và Phindolistic rồi, Sylas cũng bớt sát thương nhưng mà không rút điểm đầu của Savanna này. Con xe lên 6, Bết cái W con Z rồi này. Hít kinh nghiệm con xe to lên 6 không? hóa dòng rồng lao lên chơi luôn. R lên đánh tay được một đòn sau đó phà một cái hơi thở của rồng chúng. Sau đó tiếp tục ở lại pha thêm cái đẹp, E nữa Thực ra nó chỉ có hai hướng chơi Savanna thôi anh em Ô Z lao lên ở level 5 làm cái gì đâu không Ê ê Savanna này có, có đam nha ông nha Làm thêm cái E nữa không Z level 6 nó có khả năng sốc sát thương với dốn tử thần E Không đủ tầm rồi té thôi Té 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 Nó level 6 thì té thôi anh em Nên level 5 thì còn chơi được tiếp có hai dạng chơi savanna một là chơi savanna ap cái 7 AP thì nó giống như kiểu 7 đi rừng mà ngày xưa Levi hay đánh ở VCS á Nó pha e ở dạng rồng rất là thốn và nó cũng là con tướng rừng power farm rất là tốt, tốc độ farm rừng nó rất nhanh Tức là farm và Z đã hết áp lực với tình huống bung skill để hết đợt lính vừa rồi để reset Nên là mình ở lại mình farm mình cũng không bị áp lực solo kill Dạng chơi thứ hai của Savannah là cái dạng chơi của anh chàng Eddie đó nó dạng chơi tanh một pha dồn sát thương đến từ z nhưng rất tiếc z không đủ sát thương với tình huống phi tiêu cuối cùng nó cũng trượt ạ hơi trầm cảm trong cao thủ z này rồi lần dồn từ thần đầu tiên nó lại là một lần dùng dồn từ thần fail với cái bùa đỏ dưới chân thì hiện tại anh chàng này đã hồi lại tương đối nhiều máu và thread có mặt lách like cái án tử được hay không lách like được án tử big Crank kéo nhưng mà để e xịt đánh tay quy kích sẵn sàng tấn công big Crank là người bị focus cho tình huống này và big Crank đi hóa rồi một lúc ba người và sau đó tiếp tục đánh tay và sát thương là đủ với cái thứ đốt này rồi Confirm mạng trước e chúng sai lát đủ đam hay không? E chúng sai lát và đủ đam double kill. Dành cho sang Savana. Sau đó thì sao? Reset cái tên này rồi về thôi anh em ơi. 4 không rồi, một khởi đầu rất xanh rồi. Mặc dù là Big Rank hy sinh, Threat đang cố gắng để đóng băng tên lính lại dành cho Z Thresh sẽ bán đi một lượng máu tương đối lớn cho tình huống này Khiến cho cái bot lúc này thì Fiddle Stick bắt đầu vòng ra Khiên trụ đã, ok Dính ám tử Dính lồng đèn lưỡi hai xoay các kiểu đi Tốc biến lách like quy được hay không Dính theo đốt, lách like quy Z được <laughs> Khoe thông thạo Đủ đau không? Trụ bán đi ai, Lính à, Cái thằng Fiddle đã kẽ rồi Má tôi này mình là lách ác phết anh em ạ Được À như vậy là anh chàng này chơi bằng găng tay bằng giá rồi anh em ơi, ok ok Shyvana găng tay bằng giá, thực ra nó vẫn có đam Nó vẫn có đam nha mình từng làm những giáo án về đoạn con Shyvana đo tanker đo đoạn của đoạn Eddie rồi Kể cả là các bạn lên giày khai sáng Eonia cùng à. với một cái giáp máu Wulmog ở đồ tiếp bạn theo mà. Nó bạn vẫn có đam à. Và nó cực kỳ trâu anh em ạ Có CC luôn CC đoạn. làm đoạn. chậm thôi thì là đánh cũng tếu phết à, Anh chàng này stream thì cũng chịu khó giao tiếp on, quá ha à, Có sứ giả cánh trên rồi Mắc E và sau đó thì, thì uh, mắc vào kỹ năng W <Ow vist inappropriate worrying> Q chỉ lấy một điểm để reset ]음. đó đánh tay <reality> Và lấy hai stack của sẵn sàng tấn công thôi anh em nhé Và với cái găng tay băng giá 125 giáp như thế này thì Z tốc đến bao giờ đây R lên Đánh tay Q, E, đánh tay Z mất cho mình đó là khoảng phần 80% máu rồi 80% máu rồi Và Z bắt buộc nha Khi gặp những cái kèo mà lên tanh đường giữa Hoặc là lên kêu kiểu đấu sĩ ấy, Thì thường là Z nó sẽ phải chơi theo kiểu là Dìu mạng xà đẩy đường liên tục Và dìu đen Để gây sát thức lan cùng với Trừ giáp diện rộng Còn lên sát lực là như gãi ngứa Vừa TP ra là Z Sao ăn ngay một bây tiếng bây hơi bây thở của rồng rồi Nhưng dạng rồng nó cũng có thời gian tồn tại không phải là quá lâu à. Ê mấy cái quy à, e quy thành công Ok à, Z tự nhiên quay ngược trở lại đi để đi ăn một cái cú quy lâu mấy... Vừa về nhà TP ra lại mất nửa cây rồi này Để E dọc đợt lính ha Đường trên Qua có một tiếng hướng Poppy à? có đặng mạng đặng của chóc rồi salad đang đứng để chuẩn bị băng trụ một con Fiddlestick salad lao vào luôn với cái bão quả Và Fiddle bị solo kill rồi Ui, tìm hơi thọt anh em ơi, top đang có vẻ là hơi toang rồi Top có, có biến rồi đấy Thấy con chắc này đi đường rất là cute rồi đấy Ở Tập này thì con Savannah sẽ phải làm cái gì đây, đi ăn cua rồi Giá mà lượm được con rồng này thêm tí AD nữa thì... À nhầm thêm tí châu trị nữa thì ngon Rồi, lượm nhanh con cua để lấy cho mình cái dạng rồng sau đó quay lại đường giữa farm tiếp Ê, ông tính đấm nó thật đấy hả ông? Không tính đấm có Z chết ở đây không? Ây à không, <laughs> Hơi thở dạng người nó hơi <laughs> Nó hơi ngắn hàng không, 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 không. <cười> <cười> Quả đấy nếu mà e chúng các bạn nghĩ chết không? 100% <laughs> với các bạn là chết Con Z phải làm cái gì pha đấy để sống các bạn Nếu mà bị giữ lại Đức lưu chạy sao nổi Nó rờ theo đấm từ nhà anh là chết chắc luôn rồi à, về với một nghìn mốt một cái gì đây giày khai sáng hay không giày pháp sư ạ nó không phải là giày khai sáng để có thể phà e nhiều nhất có thể mà làm một cái giày pháp sư để điêu đam ap luôn ừ giáo án này có chút chút gì đó khác so với cả giáo án của edd rồi anh em ơi có cái để xem rồi đó những dị nhân trung quốc những pháp sư trung hoa họ có những lối tư duy và những lối chơi nó rất là dị hợm cùng xem xem là chúng ta có học được cái gì <laughs> từ họ hay không Bot đánh nhau vào một đổi một giữa <laughs> Big Crank cùng với Sylas Xayah là người ăn mạng Ồ oh. Đừng đánh nữa anh em ơi, đừng đánh nữa Con Z nó xuống anh em ơi, tôi không xuống trước được đâu nha Con Z đi trước cái tên này nha Tên này mình về thì đối phương đi trước là đúng rồi Phá nhẹ cái mắt này cái Đánh tay quy Ok Savannah này ngày xưa thực ra nó là một con tướng hot ở khu vực đường trên thời mùa 3 mà nó lên theo kiểu gươm suy si vong với cả giáp lửa và thứ các bạn Z tốc không thực sự vào máu R vào mất W đúng không bạn mất W đúng không bạn à Z đã dùng dấu tử thần để thoát khỏi một tình huống hơi thở của rồng tiếp tục bị đánh tay và sau đó thì bị làm chậm liên tục Z đã hồi kịp cho mình một cái phân thân bóng tối trao đổi chu cuối đến từ cả hai bên và rõ ràng Z là người mất máu nhiều hơn và bị áp lực solo kill là cái chắc rồi. Fiddle đã có mặt với con sứ giả trụ cực kỳ yếu rồi. Đẩy một cú e chỉ để cấu gì thì không còn đủ đam để còn phơ mạng. Thiếu đốt cũng không đủ đam đâu anh em. Lậm nhẹ cái trụ mít cái đã. Gánh 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 gánh. Gánh đỡ cái game này thôi anh em ơi. Thấy là nó cũng có vẻ là không dễ tí nào. Ê à, con sứ giả hút mất con xe to rồi. Nhưng mà con sứ giả hút được tới hai trụ thì quá lời rồi. E phát cuối. Thả cháu sợ Fred đi ra rồi, té thôi Không cháu sợ, tao cho bí Một pha tốc biến đổi tốc biến ạ Đây gần như là những cái Những cái dây gọi là cuối cùng của cái chiêu cuối rồi anh em ơi năm dây cuối cùng Tốc biến sang phà một cú cuối và Z Bùm Thật cháu được Đổi tốc biến, đổi tốc biến, đổi tốc biến Phản xạ tốt đấy từ Z nha 他不叫伤，他这不必死的。可惜。để xem sao là đồ hai sẽ mua cái gì nhở? liệu rằng có đồ AP không ta? tôi thấy cái găng tay băng giá ở đây là tôi thấy nghi nghi rồi. là sẽ chơi theo kiểu của Eddie rồi nhưng mà lại đi mua giày pháp sư. Hmm. chưa về vẫn tiếp tục ở lại với tình huống móc cua trên và lượng mầm sau đó về mid farm tiếp fiddlestick thì đang farm cho mình con rồng cánh dưới bản đồ với sự hỗ trợ đến từ big rank và saya chắc ăn được thôi Ok, một cái dòng biến tố với một lượng giáp và kháng phép cộng thêm nho nhỏ, nhỏ. Đứng trên Poppy Quy Phở à. đánh tay là dứt điểm vị trí của Atrox Cơ mà đủ đủ. Uh -huh. Dìu tia mát này để lên mãng xà hay là đại mãng xà đây anh em Nó sẽ có hai cách chơi khác nhau hoàn toàn với hai trang bị khác nhau đây anh em nhá à, Flat đổi với W á hả? Ủa? con z quả đấy nó w hả ừ mình cũng không thấy Chắc cái hiệu ứng vàng vàng của cái tốc biến đấy, anh em ạ có thể là con z nó w anh em nhé tức là nó đứt trước một cú sau đó nó nó bết cái, của cái flat đập. của con savana này bằng cái w có thể có thể không nếu như pha đấy nó, nó flat nếu pha đấy nó w đi nó phải còn cái bóng lại chứ nhở có thể là nó tốc biến vào cái vùng tối nên nó không thấy cái vàng vàng thôi hình như là vẫn tốc biến anh em ạ chứ nếu là w thì nó phải còn một cái phân thân lại chứ nhở Rồi tôi biết anh em ơi, tôi cũng không nghe kịp cái âm thanh xem là pha đấy nó có cái âm thanh flat vang lên hay không. Pha này di chuyển pha uh, một trên top, swap lên tạm thời đó với Atrox. Sứ giả vẫn còn những phía đầu xương cánh dưới rồi, Bitcrank chết rồi, mà tướng băng trụ vậy là hơi fail khi mà Z có mặt khu vực dưới. Và khiến cho Saiya phía đồ cùng với cả Bitcrank đi hết cả ba. Ây da. À. Đi với con Poppy muốn dìu sát thần này thì tôi không biết là có đi lại hay không Bởi vì thực ra nó cũng khá trâu đấy nó có một lượng chống chịu nhất định và con Savanna này thì cấp độ 11 có hóa rồng R lên chơi luôn không? R lên chơi mày luôn, thử đam phát nhẹ này Xem là cái bố gì nó có trâu không nào Đạp nhẹ khiến đối phương, đối phương hết flash rồi Tiếp tục đánh tay quy liên tục với găng tay làm chậm Và sau đó thì là một tiếng đẩy e vào thiêu đốt sắt thương liệu rằng có đủ hay không Nó là đủ sắt đao thành công 700 tiền dành cho sang Savanna Chắc là cũng uh... họ hàng xa với sang Vlog Sylas đang đứng cam và có một tình huống Big Rank di chuyển lên nhưng Big Rank đang là mục tiêu bị tấn công bởi Sylas phía bên kia. Sylas bị phà, bị đánh tay liên tục, bị kích sẵn sàng tấn công nhưng Sylas đồ vương đánh tay liên tục và lấy được mạng của Big Rank. W đánh tay E, E thành công và tiếp tục gãi tiếp đối phương hồi máu từ đồ vương. Lách Q2 và cắn Q dứt điểm đối phương trong tình huống này, không cần đến sự hỗ trợ đến từ Aatrox Và đó là 6-1-1 dành đều... cho con Shyvana này rồi. Tôi cũng không biết là đồ gì đã sẽ lên ở món tiếp theo nữa giày pháp sư phong ấn nhưng lại mua cho mình xác thực vật lý đến từ dìu và tia mát và sau đó là một cái huyết trượng chắc chắn 100% sẽ là một cái dìu mạng xà chứ không phải định đại mạng xà nữa nó không phải là đại mạng xà các bạn ơi dìu mạng xà để hút máu lại một giáo án hoàn bà toàn bà. khác với giáo án của anh chàng đen sweat boy cùng xem xem là sự biến tấu đến từ lối chơi savanna này nó sẽ mang lại một con savanna với những món trang bị như thế nào và nó có thực sự hiệu quả hay không đây là tình huống chưa có đủ nộ để PK nên là quyết định ở lại thôi ờ, ở lại bụi cỏ để farm thôi không dấn lên PK anh em nhé có chiều cuối rồi tính sau mình đang phải áp lực cánh tim nên là đánh kỹ kỹ lại một tí về lấy cái mãng xà cái đã để xem xem là bởi vì cái găng tay này đã có một lượng chống chịu tương đối rồi đối với phương thực ra vẫn có sức tương phép không? nhưng mà ngần này giáp là chống chịu ổn rồi anh em nhé bão quả đến từ Fiddlesticks, Stick ra bắt đầu vào đam với Q đánh tay và E Cái xa thử. lên bảng đếm số nhưng mà Fiddle có phải là ở trạng đế, thái đế hơi một. tệ rồi Một đổi một Kéo đi anh em Bị lộ vị trí luôn rồi sai lát lao lên với cái bão quả của mình Savannah hóa rồng lao vào nhưng dính án tử Thread kéo án tử là khá cháy trong ván này sau đó là một tiếng phà e đánh tay liên tục với mãng xà đối phương đồng hồ lách nhẹ cái án tử cắn cái quy cắn một cú quy và sát ta bốn phà một cái hơi thở và sát thương đến từ hơi thở vừa rồi là hơn 300 nếu như đi bộ vào để e chúng thì sát thương có đủ hay không nó là không đủ không cắn được quy rồi không có đủ spell để xử lý hơn trong pha này rồi chỉ là một chút gỡ gạc sau tình huống nằm xuống đến từ uh, saya nhưng đường trên thì a lại tiếp tục bị solo kỳ bởi poppy

ở lại boss ăn trụ boss không nhỉ? Tính lên token team không? Một viên hỏa ngọc Không chắc là lên cái gì Có rất nhiều option cho cái hỏa ngọc này Có thể là Kháng phép Hoặc cũng có thể là thêm sát thương Hỏa ngọc này thì Có sao vẫn là lên suzy cái thứ ngon không Tôi nhỉ? Không mà gì mãng xà đi với dìu đen là ngon combo gì mãng xà và dìu đen hai cái dìu hai tay hai dìu là là hợp lý đấy nó vẫn có lượng đam trên diện rộng rất là tốt z tầm này solo thua cả chóc vãi bị kéo về và đó là tình huống mạng dành cho saya hóa rồng lao vào phà e và đánh tay liên tục với quy nữa sau đó tiếp tục cạ tiếp poppy yếu rồi poppy flat đi với lớp khiên nhưng mà vẫn chết mà thôi double kill không nhận đam to đó đam rất to gỡ được ba mạng cho team và Đó, sẽ tiếp tục đẩy ở khu đường, đường dưới không? nhằm hướng tới trụ big Grand kéo được không bạn không có góc kéo thì bị lính che rồi giải quyết lính nhanh để mà tiếp tục băng trụ con thét này thôi không phà kịp cái e rồi hơi xui là không phà kịp cái e để dọn hết cái tân lính này cho big Grand có góc kéo bị cái án tử nó giữ chân cho tới khi hết dạng rồng luôn rồi không sao lượng trụ xin bot xin với xin tàn xin phá hủy diệt giàu nha đang farm rất tốt trên cái map này và có được một lượng trang bị rất lớn chống chịu Thế có sẽ thường có nhưng mà đồ rất là lai tạp một đồ giữa đồ pháp sư với giày pháp sư phong ấn mười số và đồ đấu sĩ với dìu tia mát dìu mãn xà nhầm và đây là trang bị kháng phép rồi một cánh trang bị kháng phép giúp cho fidel stick có thêm sát thương Đồ này đam vẫn to anh em nhé Hiện tại thì mới chỉ có Nếu mà được tính là đồ lớn mà đồ đam đó, Chỉ có một đồ đam thôi Bộ là cái gì mãng xà Nhưng mà nếu lên như thế này mà mình không lên gì mãng xà Mình lên theo kiểu là cái mũ trụ miền rùa Thì có ngon hơn không nhỉ Không chắc nữa Chắc là lên đồ như thế này để nó Khó lên chống chịu cho tốt đối phương hơn Giờ Poppy đánh vào Savannah này Không biết là lên kháng phép là lên giáp hay là đến sát thương hay gì nữa đây cảm giác là không có áp lực gì đến từ cặp đôi top rừng đối phương thậm chí là có đi cân hai à, r còn re đánh tay hút máu lại cực nhiều và có thêm một Kai'Sa xa nữa chứ nếu không thì cũng chưa biết là con phía bên kia có solo thắng được hay không đâu nha xử lý rất là bình tĩnh với ba trang bị lớn tại thời điểm này và có được mạng của poppy Z đã Sản nằm xuống ở đâu hả? đó và tất nhiên đối ta phương ta kéo ta người ta lên, ta lên đúng cánh đúng trên với con sứ giả và bắt được con Savanna nhưng cũng có người nằm xuống thì cánh dưới là cánh rất thoáng dành cho Saya Fiddlestick cùng với Big Trụ ba rồi té anh em ơi, không tham mega được nhá. Tham mega là coi chừng nha. Mấy là thải, á. Ê, kia Baron à? Bên kia Baron à? Không Z ở nhà mà. Ừ, vẫn ăn được Baron với một con Kaisa. Ai, à, nó số tham được bị Ủa sao vừa rồi nó hiện là con Savanna ăn thêm rồng ta sao con Salad nó còn chưa cuốn Savanna lâu Mình dữ rồi Nếu mà Salad copy uh, sát xác con Savanna thì, sao ta ZTP và sau đó thì dùng dốn từ thần Cố gắng ăn trụ đến từ Z nhưng sắp rồi không đủ Big có mặt Z chạy đi đâu Ôi, thật, Kéo cái gì đây trời ơi kéo cái gì nó tốc biến lên ừ. Trầm cảm rồi, mất cái flash hơi oan rồi, cổ lăng, cổ lăng. tiếp tục mua hồi chiêu Đối phương đang cầm Baron push nha anh em ơi Xử lý như thế nào bây giờ Aatrox đang đẩy cái cánh dưới, quyết định của anh chàng là đẩy ở khu vực cánh trên A chóc đã bắt đầu chặt tay đôi với Kai'Sa xa rồi. Tìm tới backup có kịp hay không? A có vẻ là không đánh, lại. Ta, 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 ta Nhưng may là không chết. Để Tiếp tục đẩy lẻ. Tầm này là đúng là con Savanna đẩy lẻ này nó rất khỏe đánh ở đánh chỗ đánh là muốn bắt nó phải đánh kéo đánh đánh tầm 3 người đi. lên anh em ạ. Hai người là suýt nữa là nó double kill đó. Đổi trụ không? tàn phá bị diệt cùng với lượng sát thương rất lớn tại thời điểm này nhưng mà Kai'Sa có mặt bắt buộc phải có Kai'Sa để giết Sai đấy anh em cảm giác của tôi là nếu Poppy với Sai Lát lên là... là Z lên là gần như là vô nghĩa đấy. cần thì mình R mình chạy thôi có gì đâu Z <cười> Z thế <laughs> <laughs> thôi nếu mà có threat ở đây thì R nha ai yeah. à, có Sai Lát fit quay stick trở lại với cái bão quạ của mình và ừ, salad nằm xuống rồi, threat kéo án tử ừ. và Kaisa bắt đầu bắn nha. Biết là kiểu gì cũng có con Kaisa lên mà. Có cả con threat lên nữa mà. Thật được rồi được một mạng con salad. Cản được búp Baron đối phương là ok rồi. Và cái dạng rồng này nếu mà giao tranh dài hơi nó giữ được rất lâu anh em nhé. Nó có thể giữ được một khoảng thời gian cực kỳ lâu luôn. Mà nếu mà không giao tranh thì nó sẽ lại hết tương đối nhanh. Đồng đội ping rút lui rồi. <laughs> rồi TP về đóng trang bị hoặc là xuống cánh dưới chuẩn bị team fight rồng với đồng đội thôi Đối phương Đúng hình như bỏ rồng rồi, đối phương bỏ rồng rồi anh em ơi Chắc là team ăn kịp thôi trước khi mà xa các thứ nó di chuyển ra Tiếp tục đẩy lẻ ha, ở cánh này lẻ con Sibana này nó tích đủ độ thì đúng là bắt nó cực kỳ khó luôn Chống chịu có và sự cơ động cũng có Tốc độ di chuyển là con số hơn 500 Với cái tốc độ di chuyển này thì Ở, hóa rồng sang đấm luôn là Z đứt chạy rồi Một cú E để lấy máu và cướp con cóc trước mặt có Z phía bên kia và sau đó tiện đường đẩy tiếp Đường giữa giao tranh và Big Crank đổi được hai mạng rất lời ạ Z dốn từ thần làm cái gì đấy bạn còn thiêu đốt chưa có đủ sát thương cho tình huống này chưa kích được sẵn sàng tấn công hơi đen à. à. và cướp bồ xanh không hút máu lại cái anh em ơi có cái gì mạng xà hút máu lại nhanh lắm ba mươi chín ap với sáu số phương án hắc ám hai trăm đam tay với một Savanna lên đồ theo kiểu đấu sĩ anh em nhé Găng tay băng giá cùng với dìu mãng xả Chưa đủ đam ăn trụ rồi Ok có sự hỗ trợ đến từ Saya 2k 7 tiền thì, Cùng okay. chờ xem xem để là trang bị thứ tư Trang bị lớn thứ tư thì anh chàng One Trang Savanna sẽ hướng tới cái gì với một cái Thân hồng ngọc cũng may là lúc này team cũng đã phần nào đó gọi là comeback nhẹ nhẹ rồi chứ không còn đến mức quá thọt Dìu đen, dìu đen cùng dìu mạng xả Một combo dìu đi chung với nhau cực kỳ hiệu quả Xayah đang cùng với Big Grand PK 2 đánh 2 và đó là tình huống có mạng dành cho Xayah nhưng đánh nhầm vào hoa xoay sáng một hit không sao Z hoàn toàn không có áp lực gì cả vì nó quá yếu và đây là tình huống Kai'Sa bị one shot bởi Fiddle Stick Thời điểm này mà không có khăn hoặc là không có kiểu thanh tẩy các bạn Và con Fiddle nó phía là khỏi tỉnh luôn đó. Bán, bán, bán. Rồi, tiếp tục dọn tiếp một tên lính không đứng giữa Cấp 16 với điểm cộng cuối cùng của hóa rồng đã có luôn rồi Giờ chỉ còn nước là bán phong ấn đi thôi Ơ Salad về bỏ lại phía sau đó là Poppy Poppy cũng đấm à, E hơi fail đến từ vị trí của Sang Saivana và sau đó bị Poppy đẩy về mất rồi Big chắc chắn là không, không có đam Không bắt được ai rồi Đổi chiêu cuối với Poppy phía bên kia sau đó lại về lên farm tiếp mm. Z, 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 Z đúp sao tôi làm tôi gì tôi đây Không công nhận là con tôi Z với con savanna nó đều có một điểm chung Để là cái không? combo dìu đen cùng với dìu mãng xà này nó Có khả năng kết hợp với nhau và tạo sát thương AOE rất tốt trong team fight anh em nhé cái e của Shyvana này nó cũng là một kỹ năng có khả năng tận dụng tốt cái nội tại lạ. của dìu mãng xà trong việc gây sát thương lan Bản thân nó đã là một sát thương diện rộng rồi mà cái hơi thở của rồng cái hitbox của nó nè. rất là to nên là để kích được cái nội tại Ủa, của dì mãng xà cho việc gây sát thương lan với cái e nó cũng là dễ và tất nhiên là sẽ có trừ giáp cộng thêm đến từ dìu đen nữa đừng dựa đánh nhau đó, to và salad nằm xuống saya đang ở trạng thái máu khá yếu và bigbang đi trước rồi saya vẫn có thể sống sót được a à, chóc tới với chiến bị tận thấy à. một pha hóa rồng nó hẻ là hơi hơi lộn ở đây <laughs> bị kẹt tường và tốc biến lên Rút điểm so poppy à. và sau đó chuyển sang vị trí của thread Thuét kéo bán tử vào chim để rút lui cho tình huống này nhưng Aatrox vẫn dí theo với cú lướt qua tường và bức tường không phải là dễ. Và mạng thứ 12 đã có dành cho anh chàng Sang Saivana này rồi. Sang Team bắt đầu khỏe rồi đấy anh em, team bắt đầu có dấu hiệu là team fight thắng rồi đó. Mặc dù là con Savana nó đang là con gánh team nhưng các bạn thấy là mặc dù tới trễ, chiêu cuối cũng hơi fail. Mà team fight vẫn win vì lúc này Fiddlesticks có sát thương có hiệu không chế, Xayah cũng có đồ mà nó là con xạ thủ cũng rất là an toàn nữa muốn giết nó thì tất nhiên bên phía team một vừa rồi đã phải trả một lượng tài nguyên tương đối lớn chua. Chua quyết định ăn baron với hai thành viên kaisa đã bắt đầu lò dò đi ra nhưng không có chết và poppy cover kaisa dám lao vào chơi hay không dạng rồng sắp hết quyết định lao ra và đó là một cú bão quạ nhưng phích đồ nằm xuống quá nhanh chưa được sân thương sốc đến từ đối phương tốc biến kéo tốt từ micro đồng hồ được dùng đến từ cả hai mỗi người một chấm máu e quy e người này quy người kia và sau đó lát. hạt thông chạy đi đầu chạy xuống khu vực sông và big Crank đang truy đuổi theo nhưng coi chừng nó hồi máu từ đồ vương nó đấm ngược trở lại là tôi không cover đâu nhá ông nhá được rồi để tôi để tôi để tôi khoe thông thạo ạ <laughs> đồ vương đổ vương Đổ vương với chúng tôi phía bên này thì đó là một tình huống mà saya đang bị tấn công bởi thread và poppy nằm đi đi luôn một sải thread kéo án tử nhưng mà bên kia hai support đều kéo hay R vào mày kéo nữa đi Mày kéo nữa đi Mày đứng lại Quy làm chậm đánh tay liên tục Kéo cái gì nữa bạn W lên Mày làm sao Mày làm sao Triple Q dành cho anh chàng sang Saivana Mega nó đẩy vào và trụ ở vệ là chính Bên phía team 1 đang bị tấn công rất mạnh A à, tầm này đi solo rồng hay làm gì đi không để xem xem là cái phong ấn hắc ám này sẽ xử lý như thế nào này. nó 10 số rồi bây giờ bán cũng tiếc nhưng mà tôi nghĩ là nó không giá trị bằng một đồ lớn kể cả là áp sách trường mười ra 10 số nó cũng không biết là như thế nào z làm cái gì đây z tuyệt vọng lắm rồi z tí nó thì xỉu đấy z mà bị dính cái quy vừa rồi chết luôn đấy anh em z giật về với một chấm máu sau tiếng dấu tức thần mà lấy được khoảng chừng một nghìn máu của con saivana này thật sự là gãy ngứa nhưng mà nộ đang hơi thấp cái xa bắt đầu lùng rồi nha cái xa bắt đầu ra móc cua rồi Nốt cái tên top này sẽ được tích bao nhiêu nộ nào Ừ Tầm 50 nộ Nhưng mà 50 nộ này là đủ Vì muốn giết con ba 3.700 máu này thì cũng phải đẩy nó về cái trạng thái chiêu cuối thôi sa bắt đầu lao vào bắn rồi E vào đánh tay quy Tiếp tục đánh tay chiêu cuối kịp hay không à, Nhỏ vậy còn đúng một nộ nữa à Có nộ mà rờ kịp là ngon đấy anh em ơi 91 nộ à Lách được cái E Sailat rồi Đánh tay quy rồi Ý... Xí chút nữa giết được con Saiya À, à nhầm cái xa chứ nhầm Và không đủ nộ anh em ạ à. Nó tầm chín mấy nộ thôi, chưa đủ 100 nộ để mà hóa rồng ngay tức nó Lâu mà. Bị shut down 1 tiền rồi nha Đằng nào thì Phong Ấn cũng chỉ còn 5 số bán luôn một cái khác Mà tôi đang không biết là mua cái gì, mũ phù thủy không Một cái Sojin à Poppy có một pha chú cuối để đẩy được Aatrox về nhưng mà Chị phía sau nó. thì Saya vẫn đang bắn được Saya thu lông và có ngay lập tức một mạng cũng như dính cái án tử này bị Kai'Sa bắn hạ rất nhanh Aatrox à. EQ1 bị Thread đẩy ra với cái lượng hai xoáy à. và sau đó thì A E EQ3 nhưng không nổ chí mạng đấm nội tại và mất máu quá nhiều đấy thì vị trí Aatrox dính tiêu chí kích là chết bắt đầu với tốc biến này tiêu chí kích nếu như không muốn bị kích nội tại bởi Kai'Sa lướt chạy liên tục Để sẽ dược phẩm sẽ là dược phẩm phẫn nộ hay là dược phẩm cứng cáp nhỉ? À. À, làm cái dược phẩm cứng cáp đi ha <laughs> xin lỗi được chưa? Tôi không chơi Savanna bao giờ. Ok. <laughs> Má có ba cái dược phẩm tôi nêu hai cái ông ấy mua cái còn lại tôi cũng chịu khô lời. Như vả mồm caster. Thế <laughs> hey, thua. Rồi, rồi bạn an Cham bạn đúng tôi chịu tôi không biết phải lấy cái gì cho con Savanna cả bạn cứ tiếp tục giao án của mình và để tôi ngồi tôi chém gió vậy Bây giờ thì để xem xem là sẽ phải xử lý như thế nào khi đối phương lại tiếp tục có Baron đây Ui, Cái xa có đao thủy ngân và có thêm vào đồng hồ nhá Cái xa bắt đầu khỏe và nó có nhiều nhiều võ rồi đó Một pha hóa rồng cover thành công cho chóc trước một con Z suýt chút nữa là đủ sát thương để lấy mạng đường trên đối phương tiếp tục ở rồi. lại khu đường dưới phà một cái e dọn lính và đối phương quyết định rút lui với cái mít đang hơi xấu đối phương nếu như cù nhanh ở khu đường dưới này thì chắc chắn là sẽ bị lủng cái mít thôi một pha dấn lên đến từ vị trí của sang savana phía bên này thì kai sa vẫn chưa về đối phương đứng phục ở bụi cỏ chắc ba và đã bắt thành công fiddle stick người đã không dùng, chiều cuối. Okay. không dùng được cú chiêu cuối mà fiddle không dùng được chiêu cuối thì chắc chắn là thua team 5. té thôi có biến rồi đại vương ơi từ từ nào các bạn bình tĩnh nào Tôi đang phun đồ, tôi đang chuẩn bị gánh tim anh em cứ vội. Tưởng là đối phương không về, à, tưởng đối phương về ai giờ đối phương không về anh em ạ. Bán một cái mạng xả 40 số nhìn nó tiếc, nhìn nó tiếc thật sự luôn đấy các bạn. Tích được 40 số nó cũng là một lượng sát thương không hề nhỏ ấy. Bán giày à? Giáp sĩ nhở? Giáp lịch sĩ lấy tí tốc độ chuyển không? Lấy, lấy tính tính không, lấy lấy động cơ vũ trụ cũng được nhưng mà đây là trang bị mà nó hơi mỏng tí thôi ôi à trong chi tiết rồi, được rồi. 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 một vét bốn à một vét năm à một vét năm thực sự là một vét năm đến từ vị trí của sang sai nộ nó là chưa đủ bật w tích thêm tí nộ đã fit đầu stick đang cố gắng để di chuyển ra nhưng mà không dùng chu cuối bị sai copy chu cuối rồi và đây là tình huống big Crank lao lên nhưng mà không mở được hơi khó để cân năm tốc biến kéo đến từ big Crank. chúng có xạ thủ đối phương hóa rồng lao vào fit đầu stick dùng chu cuối đi bro và đó là một tiếng Fiddle Stick đã phia thành công được một người và đối phương đã phải tốc biến bỏ chạy hàng loạt mạng dành cho Saya. Phía bên này thì đồ đồng hồ tốc biến đi được một cú phá E. Sát từ đốt của nó là chưa đủ tiếp tục W lên phá E phát nữa tốc biến đánh tay E dứt điểm khi đối phương đã flash đi. Thread cũng gãy và đây là tướng chắc chắn là end game mà thôi. W lên Poppy chạy ở bạn, chạy đi đâu bạn ơi? Chạy đi đâu bạn ơi? Đứng lại. Okay. Outplay. Nhưng mà E thì hơi ngắn, hết hết dạng rồng rồi, hết dạng rồng rồi. Thì mình con người. Z đang đẩy khu vực đường trên trong bất lực Làm sao mà end game được khi mà A Atchok của Fiddle Stick đã ở nhà rồi mà Atchok sao AFK rồi ông ra đỡ đỡ Fiddle nó, gãy rồi đấy giờ chóc TP end game ạ à? ừ, Ok Ok A chóc đứng nhìn một pha xem là, thế nào. Z có end game được hay không Kỹ ác Kỹ ác Gì gì Win game Mặc dù giao án này thì nó không được nhiều kill theo kiểu là hai mấy ba mươi kill nhưng mà mười tám kill ở mức rank cao thủ với một con Savannah Dimit cũng là hay đơn rồi đơn quan trọng là cái lượng sát thương để mình xem xem là cái lượng sát thương nó sẽ như thế nào vì thực ra cái lobby này ai cũng điêu đam nhiều cả ai cũng nhiều sát thương luôn check cái thông số cuối game ok chưa nice su 51.000 sát thương đến từ giao án Saivana Limit theo hướng build của một đấu sĩ đến từ sang Saivana Và có lượng sát thương rất lớn đến từ cả hai xã thủ nhưng mà rõ ràng là thua xong Saivana này là cái chắc rồi Và đấu rất là xanh và xử lý đường cũng rất là tốt tuy nhiên thì hơi tiếc là cái pha một máu đấy nó cũng hơi đen không sao vẫn là một dàn chất lượng đến từ uh, bộ An trang savanna của máy chủ siêu cấp trung quốc cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những dàn khác và đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ channel youtube của văn tùng và gợi ý những cái giao án mà anh em muốn văn tùng review ở phía dưới phần comment anh em nhé rất là nhiều những giao án hay trên thế giới hiện tại mà văn tùng chưa biết tới nếu các bạn có vô tình xem được ở đâu uh, mà các bạn muốn văn tùng review cho anh em khác cùng chiêm ngưỡng những cái giao án như vậy thì đừng uh, tiếp mới comment về những cái giao án các bạn muốn review anh em nhé hẹn gặp lại anh em và những giao án tiếp theo bye bye